Ngọc sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện quả bầu tiên. Để biết câu chuyện diễn ra như thế nào, các bạn cùng lắng nghe nhé. Ngày xưa, có một chú bé con nhà nghèo nhưng vô cùng tốt bụng. Chú luôn sẵn lòng giúp đỡ, chăm sóc mọi người, mọi vật xung quanh mình. Vì thế, cứ mỗi độ xuân về, chim chóc lại ríu rít kéo nhau tới làm tổ, hót vang quanh nhà chú bé. Một hôm, có một con cáo ở đâu mò tới, bắt chim én ở ngay đầu nhà chú bé. Con én non nớt, bị rơi xuống đất gãy cánh. Chú bé vội lao ra cứu chim én. Chú ôm ấp, vỗ về con én nhỏ, làm cho nó một cái tổ mới và chăm cho con én ăn. Nhờ sự chăm sóc tận tình của chú bé, con én đã khỏi đau. Mùa thu đến, từng đàn én hối hả bay đi tránh rét ở phương Nam. Con én nhỏ phân vân, nửa muốn bay theo đàn, nửa lại lưu luyến không nỡ rời chú bé. Hiểu được lòng én, chú bé khuyên én nhỏ. Én cứ bay theo đàn đi, kẻo mùa đông lạnh lắm. Đến mùa xuân ấm áp, thì én hãy quay về với anh. Sau khi nghe chú bé nói, én nhỏ bay theo đàn đi tránh rét. Mùa xuân tươi đẹp lại đến, con én nhỏ trở về và thả trước mặt chú bé một hạt bầu. Chú bé vùi hạt bầu xuống đất và ngày ngày chăm sóc cho cây bầu. Cây bầu lớn nhanh như thổi, ra hoa, kết quả. Nhưng lại chưa, quả bầu to khổng lồ. Khi bổ quả bầu ra, ôi, thật kỳ diệu. Trong quả bầu, đầy vàng bạc, châu báu và thức ăn ngon. Tên địa chủ trong vùng nghe được chuyện ấy, hắn cũng muốn được chim én cho nhiều quả bầu tiên. Hắn bèn tìm cách bắt một con chim én con, rồi bẻ gãy cánh. Sau đó giả vờ thương xót và đem về nhà nuôi. Đến mùa thu, hắn vội vàng ném con én lên trời và bảo: "Bay đi én con, mau đi kiếm hạt bầu tiên về đây cho ta." Mùa xuân năm sau, nó cũng trở về và đem theo một hạt bầu. Tên địa chủ hí hửng đem gieo hạt bầu và ngày đêm canh giữ. Khi quả bầu đã già, hắn một mình bổ quả bầu tiên ra. Quả bầu vừa được bổ ra, vàng bạc chẳng có, chỉ có rắn rết. Rắn rết từ trong quả bầu xông ra, cắn chết tên địa chủ tham lam độc ác. Các bạn ơi, các bạn hãy trả lời cho cô Ngọc biết, trong câu chuyện vừa rồi, chú bé đã làm gì khi thấy chim én bị rơi xuống đất? Chú bé đã vội chạy đến cứu chim én, làm cho chim én một cái tổ mới và chăm cho chim én khỏi đau. Vậy chim én đã trả ơn cho chú bé bằng cách nào và điều gì đã xảy ra? Chim én đã tặng cho chú bé một hạt bầu. Và sau khi gieo tròn hạt bầu lên, đến ngày thu hoạch, khi chú bé bổ hạt bầu ra thì bên trong toàn là vàng. Tên địa chủ đã làm gì khi biết chú bé có quả bầu tiên? Tên địa chủ đã bắt chim én bẻ gãy cánh, giả vờ thương xót và đem về nhà nuôi. Chim én cũng tặng hạt bầu cho tên địa chủ. Nhưng mà hạt bầu của tên địa chủ có giống với quả bầu của chú bé hay không? Trong quả bầu của tên địa chủ chỉ toàn rắn rết, không giống với quả bầu của chú bé. Qua câu chuyện trên, các bạn hãy học tập theo chú bé tốt bụng, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người, mọi vật xung quanh mình. Bên cạnh đó, câu chuyện còn cho ta thấy rằng người tốt bụng sẽ luôn được giúp đỡ, yêu thương. Kẻ tham lam sẽ không có kết quả tốt đẹp. Và bây giờ, cô xin chào và hẹn gặp lại.